Thì bây giờ mình sẽ đi bán cá nha các bạn. Thì mình cày nick này để tặng ô tô cho các bạn ấy. Trong 1-2 video tới đây thì mình sẽ ra clip là tặng ô tô. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi mình để nhận ô tô nhé. Đây, mình cày lên được 62.000 rồi này các bạn. Đây, để mình bán hết. Mình sẽ để lại những con hiếm nha. Những con một tím ấy. Đây. Đây nữa nè. Còn lại mình sẽ bán hết luôn các bạn. Bán hết để có tiền tặng ô tô cho các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Rồi ok, chỉ còn mấy con cá tím thôi. Mình câu được đây, tổng cộng này được 5.000 nè các bạn. Rồi. Và hi, chào tất cả các bạn nha, là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn 5 mã code mới tháng 8 nha các bạn. Thì các bạn nhập nhanh tay chứ không là code lại hết hạn đấy. Thì tại vì ạc này mình đã nhập code rồi, cho nên mình sẽ qua một cái ạc phụ. Mình tạo một ạc mới để mình sẽ nhập code cho các bạn xem nha. Rồi, đi thôi. Ui, nhận được đồ phi hành gia luôn nữa bạn. Ui, ngon các bạn ạ. Nếu mà các bạn xài iPhone á, thì phải lên web, trang web riêng để nhập code. Còn Android thì nó có nhập code sẵn ở trong game nha các bạn. Cho nên là mình xài iPhone, cho nên là nếu như các bạn, mình sẽ để một cái link nhập code ở dưới. Các bạn cứ xuống phần mô tả để lấy nha, để vào trong web ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái code đầu tiên. Theo thi các bạn. Rồi, open. Sẽ đợi nó vào game ha. Ui, code này hết hạn rồi. Bây giờ mình sẽ tới nhập cái code thứ hai luôn. Ok, mình quay lại web ha. Cho nên là các bạn phải nhập nhanh nha. Bạn xem kỹ video và nhập nhanh vào để nhận. Còn không là vài hôm là nữa là nó sẽ hết hạn hết. Tại vì mình làm clip hơi trễ, cho nên là một số code đã bị hết hạn các bạn. Còn code này sao? Hết hạn luôn rồi các bạn. Ok, mình sẽ quay tiếp code thứ 3. Lên kia bóc cũng hết hạn rồi các bạn. Mình lại thử code thứ 3. Code này được 100 hay 200 kim cương gì đó các bạn. Enjoy dance set. Các bạn xem kỹ video để nhìn lấy code nha. Tại mình thử nghiệm coi là code nào còn và code nào không còn luôn, cho nên là mình sẽ nhập tay. Code này cũng đã hết hạn luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nhập tới cái code thứ tư. Đây, code thứ tư thì chắc chắn được luôn. Tại vì những code thứ tư thì là code mới các bạn, mới được đưa ra gần đây thôi. Còn mấy kia thì đưa ra được khoảng mấy tuần rồi phải. Đây các bạn cứ nhìn trên màn hình mà ghi lại cái code nha. Đó, open. Ok, quà cũng đã gửi tới hòm thư rồi các bạn. Rồi, mình sẽ nhập cái code tiếp theo luôn. Để mình xóa hết cái code cũ nè. Code này là thang 20k view. Rồi ok. Thang 20k view. Ok. Code này là code thức ăn các bạn. Hết luôn. Rồi. Rồi, còn 70 kim cương nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử vận may luôn. Đây. Bóp theo chủ đề nè các bạn. Bóp thăm theo chủ đề vũ trụ đi. Đây nè. Để mình xem còn cái nào đẹp nữa không. Con ếch. Con xấu quá. Nó thấy hài quá các bạn. Thôi vũ trụ đi. Không biết sẽ ra sao đây. Hộp thứ nhất nè. Bum. Hộp thứ hai. Đây đồ hiếm các bạn. VIP rồi. Ok, ra cái bủ nè. Ngon lành các bạn ha. Ngon quá các bạn ơi. Thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và để lại một bình luận để những video sau mình sẽ
làm những video mà chất lượng và hay hơn cho các bạn nha. Và có code mới mình sẽ cập nhật ngay cho các bạn. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi, sắp tới là mình có tặng ô tô thôi, ô tô miễn phí các bạn. Thì các bạn nhớ theo dõi mình nhé. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.